Chào Đốc Tư Khỏe. Ủa, Đốc Tư Khỏe tính đi đâu vậy? Ta định đi ra chợ một chút đó mà. Vậy Đốc Tư Khỏe đi đi. Sẵn Đốc Tư Khỏe hỏi giúp ốc một chuyện nha. Chuyện gì vậy ốc Thanh Dân? Đốc Tư Khỏe hỏi giùm là có ai muốn mua axit không? Ốc bán cho, ốc bán sỉ luôn á. Mấy cái hóa chất đó đâu mà bán buôn bừa bãi được. Mà ở đâu ốc Thanh Dân có vậy? Thì ở trong dạ dày của ốc nè, quá trời quá đất luôn. Bởi vậy ốc bị ở nóng liên tục nè. Trời ơi, vậy mà làm Đốc Tư Khỏe hết hồn. Cái đó thì đâu có gì khó đâu. Sao mà Đốc Tư Khỏe nói là không khó? Khó chứ, khó chịu muốn chết nè. Đốc Tư Khỏe biết. Đốc Tư Khỏe giúp giùm ốc đi. Đâu giúp đơn giản vậy, phải có thử thách chứ. Giúp mà còn có điều kiện nữa. Rồi, bây giờ Đốc Tư Khỏe muốn gì ốc cũng làm hết á. Miễn sao cho hết cái tình trạng ở nóng này thôi. Ốc Thanh Dân chỉ cần tìm đúng loại quả mà ta đố thì ta sẽ giúp cho. Tìm đúng loại quả? Trời dễ à. Ở trong vườn nhà Đốc Tư Khỏe quả gì mà không có chứ. Ốc Tư Khỏe đố đi. Ốc Thanh Dân nhìn kìa. Tìm đi. Tìm gì Đốc Tư Khỏe? Ốc có thấy gì đâu. Có gì đâu. Nè, ốc Thanh Dân nhìn thấy gì? Thứ duy nhất mà ốc nhìn thấy là con chó đang đuổi con chuột kìa. Vậy đố là trái gì? Trái gì á hả? Chó đuổi chuột. Chó đuổi chuối đỏ. Ý, không lẽ là trái chuối đỏ hả Đốc Tư Khỏe? Chính xác. Ốc Thanh Dân giỏi quá ta. Khi có chó đuổi có chuối đỏ đây. Ai cần chuối đỏ giúp gì nào? Chào chuối đỏ. Chị ốc đang bị ở nóng á. Mà Đốc Tư Khỏe nói là chị ốc hãy đi tìm em. Vậy em giúp được cái gì cho chị vậy? Trong em có thành phần kháng axit nên là giảm triệt để chứng ở nóng đó chị ốc ơi. Đúng vậy. Vì vậy ốc Thanh Dân nên ăn chuối đỏ thường xuyên sẽ tốt cho chứng ở nóng lắm đó nha. Ốc cảm ơn Đốc Tư Khỏe với chuối đỏ nhiều nha. Nhưng mà thật ra ốc cũng còn một chút lo lắng đó. Ốc Thanh Dân lo lắng chuyện gì vậy? Đốc Tư Khỏe, ốc sợ ăn chuối đỏ thường xuyên ốc sẽ bị tăng cân rồi sao, rồi mập thù lù, không có quay Đốc Tư Khỏe được, không chịu đâu. Sai lầm đó nha. Em tuy nhiều dinh dưỡng, nhiều vitamin và khoáng chất nhưng rất ít calo nên sẽ không làm tăng cân đâu. Ngược lại nữa là khác đó. Trời, tin được không? Chuối đỏ mà giúp giảm cân luôn hả? Chứ sao ốc Thanh Dân? Chính vì ít calo nhưng lại giúp chúng ta có cảm giác no, vì vậy sẽ giúp ích cho những ai muốn giảm cân rất nhiều đó nha. Hay thiệt luôn á. Quý vị khán giả có lắng nghe những thông tin vừa rồi không? Chuối đỏ nha, vừa có màu sắc rực rỡ, rất là bắt mắt, lại vừa tốt cho sức khỏe, lại không gây tăng cân. Quá là tuyệt luôn. Chị ốc yêu em rồi đó nha. Hơi bị yêu rồi đó nha. Trời ơi, chó đuổi tới rồi. Đốc Tư Khỏe lại trêu ốc rồi đúng không? Chó đuổi là chuối đỏ chứ gì. Giờ ốc thuộc bài rồi. Có tin không? Chị ốc ăn em luôn nha, chuối đỏ. Không phải chị ốc ơi, chó đuổi đến thiệt rồi kìa. Chó đuổi có gì đâu mà lo. Chị ốc sẽ dùng võ thuật quánh chó luôn. Yên tâm, bảo vệ được cho Đốc Tư Khỏe với lại chuối đỏ luôn. Yên tâm. Trời ơi, là chó sói đó. Ốc Thanh Dân nhắm có đánh lại không? Hả? Chó sói hả? Vậy thôi, Đốc Tư Khỏe với chuối đỏ tự lo cho nhau đi nha. Ốc về trước cho nó lành. Bye bye quý vị nha. Cháy! Chạy! Ê, kìa tay với! Chuối đỏ!